Nếu dù bây giờ mình muốn dùng những cái tính năng như là mình xịt rửa vệ sinh đó, tại vì mình dùng vòi xịt thì mình nhắn vào đây, nhưng mà do đây áp lực nước quá mình lên không nổi, rồi sấy khô là đóng ở đây, cao thấp nè, cao này trung bình thấp nè. Dạ đúng rồi, cái này nó mở ra nhưng mà do lượng nước nó ra không nổi. Cái xịt ra nó sẽ có cái nó đi ra. Em bấm nút nó xịt ra nhưng mà nó, nhưng mà do nước yếu quá nó ra không nổi. Chức năng đều là rửa hết, nhưng mà cái này nó